Bước 1 rất hay. Tốt chủ. Tiếp. Kiên Đô. Kiên Đô. Wow. Hey, Phi Củi đang cột đôi giày. Này không phải giày Real đâu, giày của iReal là, nhưng mà không phải Real. iReal đây nè. iReal đây nè. Đó. Ok, trận thi đấu 1-3-2 Cúp Tona 2019. Rồi, mọi người đang khởi động. Ai đã chơi đây em đã hù vệ cho. Còn mình này xác định dự bị hạng sang rồi anh em. Xác định dự bị hạng sang rồi. Messi kìa. Đồ đạc chỉnh chu quá ta. Bây giờ bị nói để tóc dài quá. À, nghe nói là tính cắt tóc giống Hà Đức Chinh. Giỡn á, giỡn á, đó mình công gen các bạn. Dạ, theo gen hả? Thấy giày đồ ngon lành quá ta. Giày Adidas xịn nè. Rồi RT xịn nè. Ủa, phải xịn đâu vậy? Má thấy lạ mẫu này, lạ rồi. À, Messi biết rồi nha. Chết luôn Messi. Rồi, ra đây xem nè. Kiên Ha Gia. Kiên Ha Gia. Nghe nói cô đi bị đá sao rồi. 18 đéo. Rồi Thanh bán nhiên. Mang giày gì vậy Kiên? Giày phay. Trời sao lễ mình toàn siêu vưỡi mang giày phay không trời. Chết rồi, chết rồi. Mang giày về thiệt á. Có sự trở lại của Lưu Quang. Giày Camito đồ. Rồi Messi đá trước hả? Rồi dặn ấy nha, nhớ làm siêu phẩm tiếp nha. Đâu có đọc lại, bỏ rồi không thèm khởi động luôn. Trời ơi, mấy ông này vô đá kỳ vậy. Thôi không sao. Anh kia là đối thủ Đức Hải FC. Rồi trận này không ai livestream cả nên thành ra mình sẽ quay clip lại toàn bộ trận đấu này cho mọi người xem. Ok. Rồi khởi đầu là Kim Messi, Trần Long Vũ, Đinh Tuấn Thanh. Ủa Phi đã chưa hả Phi? Phi đã chưa hả? Ok. Phi Cưỡi, Lưu Hoàng đã trung vệ và Tráng thủ môn. Đây dự bị hàng sang. Kiên Ha Gia, Kiên Ha Gia. Nãy giờ ông chửi thề nãy giờ tại vì ông không được đá. Bớt chửi. Rồi, cơ hội cho Messi làm siêu phẩm. Nói rồi đó. Coi Messi làm siêu phẩm đó không. Dành kìa, Messi dành. Đấy. Xử lý sao đây? Messi sút. Wow, suýt tí nữa có bàn thắng rồi. Đá thấp quá. Thôi không sao. Messi ra đây. Thời gian dài. Trời. Bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc quá Vũ ơi. Qua wow. Thủ môn đứng nhìn rồi rất tiếc bóng lại đi ra ngoài. Rồi sẽ là cú sút của Long Vũ. Chắc chắn rồi. Đừng cuốn nó đúng bớt luôn á. Thẳng rồi đâu. Đâu ra đây. Rồi. Xích tí nữa thua thêm vàng nữa. Chán đứng nhìn luôn. Chết rồi, lại bị lỡ hở người hoài. Xích tí nữa thua một trái nữa. Đó, một cú khứa lồng. Ok. Khứa luôn. Trời ơi bác Nhan ơi.
đưa cho Bành về phụ đi xí. Ừ, không có bàn thắng, không có bàn thắng. Rồi chuyền ngang sút. Trời ơi, một cú sút thẳng của Kiên Đô, rất tiếc bóng lại đi xoáy ra ngoài. Ừ, đó là chặt chẽ. Rồi kết thúc hiệp 1, bị dẫn 1-0 rồi. Vẫn không vào. Mày quá. Đủ người, hai người. Sao? Tốt chán. Bắt cái trong. Tốt chán. Yeah, ngay góc ra, Trần Long Vũ đã ghi bàn. Một pha đỡ bước một quá hay. Và một cú sút không thể cản phá. Yeah, đã áp lực rồi. Ok. Một đều. Messi ra rồi. Ở nhà vô lại. Rồi, cơ hội, lên nào, 3-4 rồi. 4-4 rồi. Hay quá, Kiên Đô ơi. Ôi! Thả sớm đi, Kiên Đô. Ai không thể, bóng bên kia. Trời ơi, chui hoài luôn. Rồi, sẽ là cú sút của Long Vũ. Ngay mặt gôn á. Ngay mặt gôn á. Đứng đây là luôn, cầm lên luôn. Quá, xích tí nữa là ăn bàn rồi. Bóp vào luôn. Trời ơi, một cú sút nữa Long Vũ. Theo ráng lên. Tốt chán ơi. Quay lên. Bước 1 rất hay. Tốt chủ. Tiếp tục. Kiên Đô. Wow. Số 20 đạt ra ghi bàn. Và một pha bứt phá quá hay của Kiên Haza. Hai một. Cái gì đó, từ từ. Chắc là dưới hoàng ơi. Rồi, ghét rồi. Đã bình tĩnh thôi. Ok. Rồi, cứ từ từ. Không cho qua. Một, không cho qua. Rồi, ráng đi Si ơi, ráng đi Si ơi. Rồi. Cắt liền. Ôi. Căng thẳng quá. Cũng hay quá Long Vũ ơi, dĩ luôn Phi ơi. Ok, tốt Phi. Cắt luôn. Tốt Si ơi. Rồi, lấy luôn Vũ ơi. Ok. Tốt Lưu Quang ơi. Tốt Messi ơi. Sắp hết giờ rồi. Ok, rồi, đi luôn đạt.
Ôi. Đạt cao đi, đạt cao đi, đạt cao đi. Đạt chơi đi, chơi đi si, chơi đi si. Đã ngắn rồi mới si. Tốp phi. Bước một quá hay. Tốp si ơi. Tốp dài, sâu dài, sâu dài, đừng lên đi đâu, đứng lên thôi. Vẫn là Long Vũ. Chơi bên. Đã vậy. Không sao, đủ rồi. Yeah. Tổ Phi ơi. Tổ Phi ơi, đi luôn. Tổ Phi ơi. Rồi đứng vị trí, đứng vị trí. Lấy banh luôn. Từ từ Phi. Từ từ. Rồi bển không về rồi. Ok. Chơi. Đi đâu. Yeah. Wow. Qua đuôi qua mệt. Một trận thắng quá nhọc nhằn ở top 32. Rất là căng thẳng. Hey. Một bàn thắng của Đạt và một bàn thắng của Trần Long Vũ. Yeah. Ồ, Đạt mập. Này đỡ đầu Đạt mập mệt này. Kết thúc trận đấu thắng 2-1. Quá mệt luôn, quá mệt luôn, quá căng thẳng luôn. Căng thẳng luôn, hai bàn thắng được ghi bởi. Kêu sao không hô lên, em kêu bỏ tôi chơi rồi. Ê, anh Long Vũ. Một cú sút không thể chắn phá. Và bài còn lại của ai nhỉ? Đạt đúng không? Một cú sửa lòng qua góc gần. Quá tuyệt vời. Trời ơi, sút cái gì mà lên cái góc, dội xuống, không dội lên cái nữa, rớt xuống. Em thấy đá đó là đá vô rồi. Mà tao đá đá mạnh như vậy. Em nghĩ đá nhẹ thôi, không nghĩ đá mạnh vậy. Tại góc đó là vô. Đúng rồi. Trong trận đấu em này hơi ổn rồi. Thôi đổi giày đi. Đổi giày đi, đổi giày đi. Nói rồi đổi giày đi. Nếu em thấy liệu mình đã hay thì like video clip này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Sẽ còn rất là nhiều video clip về bóng đá, thi đấu bóng đá, hướng dẫn bóng đá. Mình Phạm Trọng Thi, xin chào và hẹn gặp lại.